Hello mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với series review supplement. Lại là Trí đây. Và ngày hôm nay mình nghĩ ra một cái caption cực kỳ hay để vào cái video này. Với 4.000, với 4k đồng thì bạn làm gì để tăng sức mạnh? Đó. Thì ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một cái sản phẩm mà mình đã từng review rồi. Nhưng hôm nay mình lại nghĩ tới cái caption mà độc đáo đó, mình có ghi ở dưới và các bạn đã đọc. Các bạn đã đọc thấy cái caption đó và các bạn đã vào đây xem video của mình đó, thì là nó cũng rất là đặc biệt đó, đúng không? Thì tại sao 4.000 đồng? Thì một số loại nước đây. Để mình nhớ là xem một số loại cái loại nước ví dụ như là tăng lực nè, bò hút hay là revive gì đó. Thì như các bạn biết, như quảng cáo thì ok, nó đúng sự thật, nhưng mà nó không như quảng cáo đâu mọi người, nó không thực sự như quảng cáo ha. Mà và cái vấn đề khi bạn sử dụng một số sản phẩm ngoài thị trường á, thì gọi là nước tăng lực này kia, thì cái lượng đường rất là cao đó, nhất là cái đường hóa học, thường lượng đường hóa học đó rất là cao đó, bạn không có kiểm soát được cái lượng đường đó đó, dễ tới dẫn tới cái vấn đề ví dụ là tăng cân nè đó, thừa cân một cách bất hợp lý ha. Thì là với 4.000 đồng mình sẽ cam kết với các bạn 4.000 đồng trên ngày thôi, bạn sẽ thay đổi sức mạnh trong vòng một tuần. Sau một tuần bạn sẽ thấy bạn mạnh lên rất rõ rệt, lượng cơ của bạn sẽ cảm thấy nó to hơn một cách rõ rệt. Cái sai tay của bạn sẽ sai tay, sai ngực, sai chân gì đó, sau một tháng, một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng, bạn sẽ thấy nó thay đổi một cách rõ rệt. Và đó là gì? Creatine ha. Thì mình cũng đã từng một review một cái hũ creatine này đã vào khoảng mình nhớ không lầm là cũng lâu rồi, tầm chắc khoảng cái tháng rồi đó, mình không có nhớ rõ, nhưng mà mình đã từng review rồi. Thì creatine nó có công dụng gì mà tại sao nó lại hay đến vậy, mà tại sao cái giá thành lại thấp đến vậy ha? Thì với 4.000 đồng trên ngày, dường như bạn chắc chắn bạn không có thể mua một cái sản phẩm nào đó, không thể mua một cái sản phẩm nào đó mà giúp bạn tăng sức mạnh một cách hiệu quả rồi ha. Thì riêng cái ngày hôm nay mình nói tới creatine là bởi vì thế này. Trước khi bạn mình có một lời khuyên cho các bạn như thế này: trước khi bạn tìm đến review cao này, trước khi bạn tìm đến intro cao hay là một cái sản phẩm thực phẩm bổ sung gì đó, thì mình nghĩ cái thứ đầu tiên mà bạn nên tìm kiếm đầu tiên đó là creatine. Thứ nhất, giá thành nó rẻ nè. Thứ hai, nó cho bạn một cái công dụng rất là dễ thấy đó, tức là sau 1-2 tuần bạn sử dụng creatine, bạn sẽ thấy bạn to hơn nè, bạn kiểu như bạn lean hơn, bạn lean vào phần da hơn, rồi bạn khỏe hơn, tập nặng hơn, đẩy được nhiều cái hơn, nhiều rep hơn và phục hồi nhanh hơn. Đó là cái những cái mà bạn sẽ thấy được sau khi một cái thời gian mà bạn dùng creatine. Đấy. Thì creatine nó làm việc như thế nào? Thì nó sẽ vào máu của các bạn. Và lúc khi bạn hấp bạn tiêu hóa nó, bạn sử dụng nó vào máu của các bạn, đúng không? Hòa chung với lại dinh dưỡng đến các cơ quan cơ bắp để bạn hoạt động thể dục thể thao. Thì các bạn biết đó, năng lượng hoạt động của các bạn đó là ATP, đúng không? Thì sau khi mà ATP nó được nó bị chuyển đổi để lấy năng lượng, thì ATP nó sẽ chuyển thành ADP. Đó, ADP. Thì ADP nó sẽ kết nối kết hợp với lại creatine, nó là tạo ra ATP tiếp. Đó, bạn thấy hay không? Từ ATP, mình sử dụng ATP làm năng lượng, đúng không? Rồi, sau đó mình sử dụng, nó sẽ tạo thành ADP, tức là chất thải của ATP. Thì ADP nó cộng chung với creatine sẽ tạo ra ATP một lần nữa. Nó sẽ khích đại cái nguồn năng lượng trong cơ thể của bạn lên. Từ đó bạn sẽ đẩy nặng hơn, đẩy mạnh hơn. Bạn sẽ thấy rất là rõ rệt ở những cái rep đầu tiên và những cái rep cuối cùng cộng sự bứt phá quá lớn. Đó, bứt phá cực lớn. Bạn sẽ thấy rất là rõ ha mọi người ha. Và cộng thêm một gì nữa, bạn sẽ thấy 2-3 tuần mà sau bạn sẽ thấy bạn to hơn, bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều, bạn khô hơn rất nhiều. Và mình đánh mạnh một cái câu nói nữa, đó là mình muốn nói một câu nữa là không tích nước với da. Đó, nhiều bạn chưa dùng mà bạn rất là sợ, bạn nói là em sợ sử dụng cái này tích nước lắm. Nhưng mà bạn nên nhớ, tích nước trong cơ nó khác hoàn toàn với tích nước dưới da nha các bạn. Tích nước trong cơ nó sẽ giúp cho các bạn khỏe hơn, phục hồi nhanh hơn ha mọi người ha. Còn tích nước dưới da là một chuyện khác. Sản phẩm này không tích nước dưới da ha mọi người ha. Thì mình tổng quan lại một lần nữa, giá thành rẻ là một cái sản phẩm bạn nên
trước trước khi mà bạn dùng sản phẩm khác á, bạn nên sử dụng trước để mà trải nghiệm trước ha mọi người ha. Là một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bạn tăng cơ nè, tăng cơ nạc nè, hỗ trợ bít, hỗ trợ gọi là sức mạnh nè, sức còn có thể là gọi là sức bền luôn. Nó hỗ trợ sức bền ở những cái rep cuối cùng, gọi là vắt kiệt năng lượng đó. Rồi tiếp theo đó là gì? Xây dựng cơ bắp, xây dựng cơ nạc, tăng hệ sức mạnh, phục hồi cơ bắp nhanh hơn và giúp bạn lean hơn đó. Mình nói như thế thôi, và với chỉ với 4.000 đồng mà bạn nhận lại được, những cái giá trị mình vừa mới nói một cách hằng ngày, thì bạn có dám đánh đổi không? Nó quá rẻ đi và nó mang lại một chất lượng cực kỳ lớn vậy, tại sao bạn không sử dụng nó ngay? Và cách sử dụng nó rất là đơn giản mọi người, sử dụng mỗi ngày một muỗng 5g, thì các bạn có thể mix chung với lại rượu cao nè, mix chung với nước trái cây nè, mix chung với whey và vân vân. Bạn có mix chung với nước mía cũng được luôn đó. Cái sản phẩm này không có vị nên mọi người có thể mix chung với tất cả những loại, ví dụ như là bạn muốn uống sinh tố, bạn có thể mix chung vào xay lên, và bạn muốn uống chung với whey sau buổi tập, bạn cũng có thể uống được luôn. Creatine pha chung với lại rượu cao trước tập được luôn, thì nó có thể pha chung với bất kỳ thức uống nào mà bạn yêu thích ha, để tăng cơ, giảm mỡ, vân vân. Thì cái sản phẩm này nó không có phát huy tác dụng một cách ngay tức khắc ngay khi bạn uống liền, mà sẽ sau một hai tuần bạn sẽ thấy rõ rệt nhất, bạn sẽ thấy nó cho các bạn một cái sức mạnh cực kỳ, gọi là nó giống như là một cái chất kích thích tiềm ẩn trong cơ thể các bạn, nó sẽ khai phá ra được còn thú dữ trong cơ thể các bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì, hãy xuống phần link mô tả bên dưới để tìm hiểu thêm. Và nếu cần tư vấn trực tiếp, các bạn hãy inbox và bay subscribe lên mình để mình tư vấn cách trực tiếp nè. Còn nếu mà các bạn ở khu vực quận 9, Thủ Đức, các bạn đến 937 Khang Văn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức để mình tư vấn trực tiếp và trải nghiệm sản phẩm ngay và luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.